Chào anh em nha. Đang ráp một cái cục máy máy gì nhỉ? Máy gì? Máy rim thái. Máy rim thái cho một anh khách ha anh em. Đó thì đang ráp đây anh em. Giờ là đang canh zin ha. Đó. Zin này thì của zin này là zin hay là cây zin đó nhỉ? Zin. Cây zin không ép gì đâu đúng không? Đẹp. Cây khách hay một cây zin rim thái đẹp nha anh em, không ép. Cây zin này rất là đắt tiền nha. Đó. Thì zin theo xe anh em, mà cái dòng mà nó chưa rơ, nó chưa có ép á, là nó rất là hiếm khi có nha anh em, và nó rất là đẹp. Thì bên mình những cái zin nào mà em rồi á thì mình không có bán ha, mình sẽ giao ra chợ thôi. Còn zin nào mà zin đẹp thì mình mới bán cho anh em ha, tại vì đa số là zin đó là mình ráp trực tiếp cho anh em không à, mình bao êm cho anh em, cho nên là phải bán đúng zin, đúng hàng cho anh em ha. Đây, nhân vô ron rồi lốc nè, giờ chuẩn bị ụp cái lốc lên nha anh em. Đó, lốc giữa. Cái này là lốc số ha. Thì đây là một con rim thái, khách kêu mình là ra máy lại cho khách. Đó. Khách này ở đâu nhỉ? Bên Biên Hòa thôi. Khách này dưới Đồng Nai á. Dưới Đồng Nai đây nữa nè. Đó. Rất là nhiều anh em ở xa tới mình là làm xe ha. Thì mình không có nhận nhiều, mình nhận ít lắm. Tại vì còn công việc kinh doanh á, cho nên không có nhận nhiều giống như là một số người chuyên làm máy ha. Còn đây, bây giờ là ráp vô nè. Thì có rất là nhiều người, bữa có một vài khách qua mình. Đó, kêu là ráp ở một cái chỗ kia khá là lớn. Nhưng mà khi mà họ ráp đồ gì á, thì người ta cứ đứng xa xa. Người ta nói là không có cho mình nhìn đồ nè. Không có cho mình nhìn được cái đồ mà người ta ráp cho mình ha. Đó, bên mình zin là có sẵn cho anh em ha, nhà chưa xếp lên kệ tại vì đang hơi bận nè. Đó thì một số chỗ là lắp đồ cho khách á, là không có cho khách nhìn đồ, lắp cửa lắp thôi, rồi tới lúc nổ máy á, thì không biết trong nó có gì, nhưng mà ghi hóa đơn là cứ ghi đúng đồ zin, hóa đơn thì ghi đồ zin, nhưng mà lắp thì lắp đồ lô. Đó, một số người như vậy thì anh em lưu ý ha, chúng ta làm xe chúng ta phải kỹ xíu. Có rất là nhiều người, ví dụ mình đó, mình nhiều đồ cho nên là mình cũng không có quan trọng với cái chuyện mà đồ của khách đó. Riêng đồ của khách là mình cất vô rồi mình gửi lại cho khách, còn đồ nào mình ráp thì mình quay clip trực tiếp luôn để mình gửi hoặc là mình đăng lên YouTube cho những anh em, là chúng ta cho những cái người chủ xe họ coi, họ ok thì họ ráp vô đó, chứ không có phải che giấu về cái chuyện mà hàng ráp vào anh em ha. Có một số người ráp vô thì kêu zin, nhưng mà tới lúc mở ra thì toàn hàng lô ở trong không à, hoặc là xe khách thì chỉ sửa một món thôi, nhưng mà rảnh tay quá rồi sửa luôn hai ba chỗ nữa, rồi lấy hết đồ zin người ta ra thay mấy cái đồ Trung Quốc tào lao vô anh em ha. Đó thì như vậy là làm ăn không có tâm, không có đạo đức đó. Rồi làm ăn, có nhiều người làm ăn không có đạo đức rồi anh em, rồi còn lấy giá đắt nữa, cho nên là anh em chúng ta, bởi vậy giờ rất là nhiều anh em ta đi sửa xe mà anh em không có dám để xe lại ha, tại vì rất là sợ bị luộc đồ, sợ bị đá đồ ha. Còn bên mình thì anh em cứ yên tâm, mình đây đồ zin nhiều, cả nhà mình kiếm đồ lô khó lắm anh em, chứ đồ zin thì mình nhiều lắm. Anh em kiếm con ốc zin ốc Trung Quốc ở tiệm mình nó khó, chứ anh em kiếm con ốc zin bên tiệm mình thì nó dễ hơn. Đó, zin mà anh em kiếm cái zin Trung Quốc là không có đâu nha, bên mình là chỉ có zin chứ không có zin Trung Quốc. Đó, hôm bữa anh em có một cái xe mà khách yêu cầu là làm một cái lốc bơm nhớt, nhưng mà xài xe chở hàng kêu là lốc Trung Quốc thôi, mà kiếm ở nhà không có một cái nào, phải chạy đi mua nè, chạy đi mua về xài không được, cuối cùng lắp lốc zin cho khách luôn à. Đó, bây giờ là căn coi là đều lốc chưa, rồi bắt ốc vô ráp cho nó hoàn thành cho anh em ha. Đó, hôm nay thì cũng mấy ngày bắt đầu mưa rồi nè anh em, chúng ta ra đường chúng ta nhớ kiểm tra mấy cái bố thắng với lại bánh xe coi nó có ngon lành không à. Trời hôm nay nó muốn mưa rồi, Sài Gòn mấy bữa nay nó mưa nhiều đó. Rồi, hệ thống thắng rồi lốp xe này kia là phải ok anh em nha. Đó thì anh em nào chúng ta có nhu cầu làm máy thì anh em có thể liên hệ về shop mình, số điện thoại 0915434973 anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Địa chỉ shop số 65B đường Hạnh Xuân 38, phường Hạnh Xuân, quận 12, Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.